Vâng, xin chào mọi người. Chiều ngày hôm nay mình đi vô thăm vườn của chú Ba ở Bình Thắng. Đây, vườn chú Ba làm rất là cao. Chú Ba quyết định vẫn làm với phương pháp sử dụng cây ghế. Vâng, mẫu như thế nào thì ngày mai nếu rảnh thì tôi sẽ quay cho mọi người xem. Và vườn đục lên rất là cao. Đây. Đấy, mới khoan buổi chiều ngày hôm nay. Cái này sáng mai mới có kết quả. Đây, mẫu đặt kẹo luôn. Và đặc điểm vườn này đã đục rất là cao. Rồi đục phạm. Đục phạm rất cao. Thì sau khi làm bên này xong sẽ chuyển lên phía trên cao trên kia. Và phương pháp là đứng ghế. Đây, từng mũ khoan ở đây. Đặt kẹo một vàng nha. Cho nên mọi người muốn làm thì nên làm sớm, đừng để cao quá rồi lúc đó mới làm hối hận không kịp.